Tối qua, trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và hai xe máy. Sự việc khiến một người đàn ông nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xe tải đang lưu thông trên đường Phan Văn Trị theo hướng quận Bình Thạnh đi quận Gò Vấp thì bất ngờ va chạm với một xe máy do một người đàn ông khoảng 30 tuổi chở theo một người phụ nữ đang chạy cùng chiều. Sau đó, xe tải này tiếp tục tông vào giải phân cách trên đường. Cùng lúc này, một xe máy khác từ phía sau đang chạy tới không kịp xử lý cũng đã tông vào hông xe tải. Sự việc khiến đôi nam nữ đi chung xe bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu. Trong đó, người đàn ông bị thương rất nặng. Lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông và xử lý tai nạn.